nữa là ngáo đáo vào nó. Thôi. Còn khi con người nó tỉnh táo ra làm được những cái việc to lớn mà không ai làm được. Chỗ đấy mà xem tao treo được hẳn lên cột điện này, treo lên được cả mái nhà này, rồi gì đẩy được ô tô này, kéo xe nọ, cho ô tô chèn qua không vấn đề gì. Anh ơi, mang cho mấy thanh cái giỏ để mấy thanh trời vú xưa. Sáng sớm ra đã trèo cây rồi. Trèo để xem có quả nào chín không, mang đi chợ bán không lấy tiền tiêu chứ. Mà mày ấy gì, vú chưa xem nào, tao thấy chả thấy có quả, chỉ thấy có lá thôi kìa. Mà quả chín nó lấp lá thì ở dưới mới nhìn thấy thì làm gì có chuyện đây chín được. Ôi dồi ôi. Thế mà không bắt được. Đỡ như thế này thì không đỡ được đâu. Được rồi. Đấy, bắt chuẩn đấy. Huấn luyện mãi cũng phải biết làm. Khéo hai cái trắng cây lại đi. Cái trắng cây thì nó mọc ra nó đã như thế rồi thì kép thế nào được nhỉ? Ơ hay. Quả chả thấy, chỉ thấy mỗi cái lá gì mà nó có săn tít to lò này kìa. Chắc Ahi đứng dưới gốc nhìn thấy cái lá nó bị sâu quấn thôi. Nhưng mà tao vẫn phun suốt đây mà cái lá này nó vẫn quằn đây. Đấy cái sao cái mà chảy gì sao? Được cái là bố vợ tao là cũng quan tâm đấy, ưu tiên mỗi tao là cho được cái cây vú chứa kia mình dùng là cũng đã thấy thích rồi. Lại có cái cây vú chứa này nữa, nhiều quả lại còn chứa lắm, chứa nhiều nữa. Ông ấy cũng tâm lý đấy nhỉ. Ông ấy mà có vài đứa con gái như mày nữa, tao lại lên tao đốn nốt về làm vợ tụ. Nói thế mà cũng nghe được. Mà có chảy được không, không để người ta lên chảy cho. Lấy phần lán dùng nữa ngoài. Lá này lá đột biến đấy. Tao mà đi bán thì chó nó chẳng mua. Xuống đi để tao chạy cho. Mày trèo lên thế này thì mày thanh xuống thế nào được? Ôi trời ơi, đúng là cái đàn bà người ta lên một cái là lên được. Xuống thì không cần mày phải lo là tự nó xuống. Đấy, nào. Em từ từ để mày thanh xuống. Cẩn thận cái máu kia nó chọc vào đấy, nó lại phải ăn cho muống vào dậy trì lại cho tao mệt mỏi lắm. Ai mà đứng sang bên này. Nào. Tao đỡ được mạng từ từ đó. Trời. Cố lên tí nữa. Xuống rồi. Trèo lên cao mày thanh sợ quá. Cẩn thận nhé, nhiều sâu lắm mày thanh sợ đấy. Có cái gì cái sâu đây? Mày mà biết sợ sâu á? Chẳng thế à, cây để bao nhiêu sâu ấy. Ôi trời, thế mà cái con sâu đục thân của tao đục hỏng hết cả thân mày rồi mà còn chả sợ lại còn thấy thít chứ. Rồi ạ. Đấy xem thế này thì bán cái gì? Thế thì không bán thì không có tiền à? Thì vũ chứa này thì không chưa bán được. Vũ chứa này thì có chứa bán được, nhưng tao không bán cái vũ chứa đấy. Vũ chứa này xanh người ta cũng không mua, phải để nó chín đã. Ai ghi không trời đi để đi bán. Ôi dồi ôi, cái sứa này thì không có vũ. Cái vũ này thì không có sứa thì bán cho ma tây à. Rồi ạ. Không chảy nữa, để đấy tao lúc nào chín tao dùng hết. Đến thằng nhà ai để cho nó xuống phố huyện cho nó giải ngố tí cho nó lắc loạn lên cho nó xuống. Cho nó nếm mùi đời á. Thật á. Hai vợ chồng ra cái gì đấy? Đang ra thuốc. Thuốc dạ. Gì đấy? Thuốc chữa bệnh gì, thuốc chứ cái gì? Đây là thuốc chữa bệnh nghèo. Cái thuốc này chứ là bệnh nghèo à? Ừ, bệnh cái đây là toàn lá là ngải cứu vô phương cứu chữa đấy. Ôi trời ơi, cái này thì chữa được nghèo thì chả có ai giàu. Thế thì, nhưng mà hôm nay là... Nó mà chữa được thì... Thế nào mà lại cơn gió độc nào lại đưa vợ chồng mày đến vợ chồng tao chơi thế không biết được. À, hôm nay định đến để rủ hai vợ chồng mày đi xuống dưới phố để giải ngố. Có muốn được hưởng cuộc sống... Thế mày bảo tao ngố à?
Thế cuộc sống gì? Cuộc sống giàu sang, đem tiền. Đang tiền thì chả có đây, còn giàu sang cái gì? Tiền không phải nghĩ, không phải lo. Không phải lo về tiền. Bọn tao sẽ cho hai vợ chồng mày nếm mùi cuộc sống sung sướng luôn. Không phải lo về tiền. Mày có đi không? Phải đi hai người, tao cho đi không đi. Mình à Hi trong lúc về lại khó giải thích lắm. Thế nhưng mà đi. Tiền đấy về bọn tao có phải giả không? Không, không phải, không phải giả. Hôm nay bọn tao mời. Mình không phải giả. Nhưng mà có đi không? Có, thế thì tội gì mà không đi, đi không mất tiền thì tội gì mà không đi. Đi đi, tao cho mày thay quần áo mặc luôn. Có quần áo mặc luôn, không phải đầu tư một cái gì hết. Vợ chồng mày nói thật nhá. Thật. Thật. Nhanh lên cất thuốc để đi. Thế đi, cất đi. Cất đi để đi. Mới chưa thèm chữa bệnh nhèo giờ đã thành giàu một tí rồi. Chữa nhanh lắm. Ừ, có vợ chồng thằng Phong chơi đến này có khi là mình này nghèo thì nghèo muốn chùa, giàu có khi lại bất thình lình cũng nên. Đi vào đây, đi vào đây. Không phải ngại. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, không phải sợ đâu. Không phải sợ, thả người mình lên đi. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Đây, cho này lên thăng thiên luôn, không phải sợ. Ngồi đây. Ngồi đây. Đẹp không? Ôi xuổi rồi, đẹp lắm. Công nhận đấy. Gọi... Cuộc sống có tiền có khác nhỉ? Trời ơi! Cuộc sống có tiền ta mới lên tiền được đúng không? Đúng. Chuẩn. Thế thì ấy đi cho thấy nhạc nhỉ? Đẹp không? Thì không đẹp. Có nhạc cứ ngồi đây đi thì có cái vị chó gì nữa mà. Cho thấy nhạc đi em ơi. Cứ như vợ chồng mày làm sao mà biết được nơi phủ cho nhạc để làm gì đấy? Để thăng thăng tiền, thăng tiền quẩy. Quẩy á? Ờ. Quẩy tao ăn mãi luôn. Quẩy rẻ tiền á? Đấy là nhảy. Nhảy. Đây là nhảy, nhảy. Không là quẩy kia. Là quẩy ăn. Ừ, thế thì đúng đấy, có cái món nhạc vào nó mới hấp dẫn. Nhạc lên em ơi. Đấy. 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 Nhảy thế nào bây giờ? Nhảy loạn lên đây đấy. Ôi trời ơi, đơn giản này, nhảy đấy. Thế thì ôi, bọn nào lên sao nhảy đúng rồi. Chờ để buồn người trai nơi xa xôi. Không phải đá này, để ta ra tao lấy đá cho mà nhảy. Đây mà, cứ thế đập thôi. Không phải đá này thì đập thì làm sao mà bóc được. Thế không máu đâu. Mày cứ ở đây tao đi kiếm cho. Lăng cái gì? Nhảy lên. Sao đang nhảy thì như là đập đá? Đập đá có gì hết? Đây, bỏ đá rồi. Tao... Đập gạch à? Ừ, thì đập gạch cũng được. Đập vào đâu? Không, hãy đập vào đây đi. Mày hâm mà, tự nhiên là bảo đi đập đá này lấy... Thôi, tao đi lấy đá tao được, tao không phải đá này đâu, mà đá ăn ấy, ăn vào mồm ấy. Thế thì... Cứ phải nói trước rồi, tự nhiên là bảo đi đập đá này. Không cho người ta đập đá này. Mày không biết gì mà cứ từ từ để cho A Phong đi. Rồi một ngày mai giữ muôn hoa quy về cơn thương nhớ cho câu hát ngày xưa biết đâu rằng mưa lạnh ai trong rồi một ngày mai giữ muôn hoa quy về cơn thương nhớ cho câu hát ngày xưa. Mày, chúng ta không có cái công đoạn này thì chỉ thấy lỗ mộng ra làm gì có nhiều. Làm gì thôi. Tìm hai cánh hoa mềm, em vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Em sẵn sàng, tìm nguyện mơ, thanh thang lối đi nắng mai. Giữa lòng mơ mai đây nắng ấm, tìm vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Ăn đây vào nó cũng chung. Đấy là đá đấy. Đập đá. Đập đá. Đau sử dây răng lúc. Ăn vào thế là có khỏe, có xua đâu.
Là ngáo đá vào nó. Thôi. Con khích con người nó tỉnh táo ra làm được những cái việc to lớn mà không ai làm được. Chỗ đấy mà xem tao treo được hẳn lên cột điện này, treo lên được cả mái nhà này, rồi thì đẩy được ô tô này, kéo xe nọ, cho ô tô chèn qua không vấn đề gì. Kể cả là ôi dồi ôi, nhiều món lắm. Mẩy Thanh biết rồi, Mẩy Thanh tỉnh rồi, đấy nó chỉ là cái ảo giác thôi. Ảo giác cái gì mà tao làm được cái việc như thế à? Nó không phải thật đâu, thôi từ bỏ đi, đừng có nghe vợ chồng nhà nó nữa. Thế có biết là những lúc như thế thì ai hy như thế nào không? Nghĩ lại đi xem nào. Ê,
Việc điên rồ như thế á? Chả thế à? May là Bảy Thanh còn tỉnh trước, Bảy Thanh còn nghĩ ra, giờ hối hận quá rồi. Đừng có sa đọa vào nữa. Thế thì bây giờ người ta nhìn ta bằng thế nào đây hả Bảy Thanh ơi? Vợ chồng mình lại mang tiếng rồi. Ôi thế này là mất hết cả gia đình rồi, hàng xóm rồi. Thế thì bây giờ làm thế nào đây? Cái thằng vợ chồng thằng Á Phương nó lừa vợ chồng mình rồi. Từ lần sau không đi theo nó nữa. Tôi... mình tỉnh táo lại đi. Thật sự là không có bạn bè gì nó nữa. Mày cứ ở nhà để tao xem nó có chỗ vũ trường nào to hơn không để tao còn ngáo tiếp. Đấy, rất là vất vả cho cái những hình ảnh mà các bạn vừa xem clip của vợ chồng Ahi Mật Thanh, là cũng muốn mang lại cho tất cả mọi người trong cái xã hội này nó biến đổi theo thời gian như thế nào và sao đạ vào những cái tệ nạn xã hội mà mình đã phải gánh chịu, hậu quả lớn nó đến mức độ nào. Đấy, clip vừa rồi là cũng gửi đến cho toàn thể mọi người là cái thông điệp là hiện nay có rất nhiều những cái tệ nạn xã hội vây quanh chúng ta, cuộc sống xáo trộn, một cái gia đình đang hạnh phúc có khi một phút lơ là thôi nó sẽ làm hỏng tất cả. Cũng rất cảm ơn các bạn là thường xuyên theo dõi cho kênh Ahi TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều và ủng hộ cho kênh, đăng ký cho kênh và comment những lời bình luận hữu ý nhất.